Hi, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có khỏe không? Bây giờ mình đang đi bộ ra ga để đi vào trung tâm thành phố. Thì có một người bạn của mình á, rất là thích đăng lên này kia. Thì mới nói mình là khi nào có dịp thì quay những cái cửa hàng người ta bán lên với làm mấy cái đồ đăng tay á, cho bạn nó xem. Thì mình cũng dạo gần đây mình cũng muốn đăng một cái khăn quàng cổ. Thì sẵn tiện mình đi vô mình đi mua lên rồi mình sẽ qua cho bạn mình xem luôn rồi chia sẻ với mọi người luôn. Ngày hôm nay thì ở đây rất là lạnh luôn á, khoảng chừng âm 8-9 độ gì đó, nhưng mà real feel thì âm 11-12 độ, rất là lạnh nên phải bận đồ rất là kỹ luôn hả. Và luôn tiện mình vô trung tâm thành phố mình mua ít đồ ăn. Rồi sau đó mình sẽ về cái ga gần nhà, mình lấy đồ bưu kiện nó gửi về cho mình ở Na Uy á. Thì ok, ở Na Uy thì khi mà mình mua một cái đồ gì đó thì thường là sẽ có hai kiểu ship về cho mình. Một là sao họ sẽ ship về nhà mình luôn, hai là họ sẽ ship về cái siêu thị mà gần nhất. Thì mình ra đó mình lấy, thì cái đồ ngày hôm nay thì họ không có ship luôn về nhà cho mình mà họ ship về cái siêu thị gần nhà. Thì mình sẽ ra đó mình lấy. Ok, quay lại cho mọi người coi tuyết. Bây giờ là cỡ 10:30 sáng đó mọi người, trời khá là tối nhưng mà vì có tuyết cho nên là rất là đỡ. Bầu trời tháng 12 giờ đang có biến thể mới á, thì nó lây lan rất là nhanh. Nên là chính phủ Na Uy thì họ cũng khuyến cáo người dân là khi mà đi phương tiện công cộng hoặc ở những nơi đông người á, thì nên đeo khẩu trang vào nếu mà không có giữ được khoảng cách. Cho nên là bây giờ khi mà mình đi trên tàu ấy, thì mình thấy tất cả mọi người hầu như là họ đã đeo khẩu trang lại rồi. Ôi, rất là khổ luôn á, trời ơi. Mình đã tới một cái trung tâm shopping ở trung tâm thành phố, gọi là Oslo. Bây giờ người ta đã trang trí cho Noel rồi, rất là rực rỡ luôn, đèn đốm này kia. Thì mình sẽ đi tìm coi thử cái tiệm bán len xem nó ở đâu. Mình đã tìm thấy rồi mọi người, nó nằm ở trên tầng 2 của trung tâm shopping. Đây tên tiệm. Các bạn thích đăng móc mà vào cửa hàng này chắc chắn là sẽ rất là mê luôn. Trong cửa hàng thì có rất là nhiều loại len khác nhau với đủ các màu sắc, kích cỡ và chất liệu. Do đó cũng có rất là nhiều loại giá khác nhau, tầm là 3 euro tới 7 euro một cuộn, tức là vào khoảng 70.000 đồng tới 180.000 đồng một cuộn len. Len đắt nhất là len lông cừu, hầu hết lông cừu ở đây là lông cừu của Na Uy. Trên mỗi cuộn len thì ngoài thông tin về kích cỡ như là đường kính, chiều dài là bao nhiêu, thì chất liệu như là lông cừu, lông dê hay là lông lạc đà thì cũng được ghi cụ thể, hay là thông tin về nơi sản xuất. Ngoài ra thì còn có hướng dẫn về cách giặt và gợi ý cái loại kim đan nào thì phù hợp cho cuộn len nào, và trên đó còn có ghi cái cuộn len đó thì là phù hợp để đan áo hay mũ hay là tất nữa. Đây, mấy cái đồ này là họ treo để bán. Thì cái này là 35 euro, khoảng chừng 35 euro thì cỡ 800 nghìn, 900, cái này cũng vậy luôn. Giá là cỡ cỡ đó, rất là đắt. Ở đây á, mình mua 4 cuộn len là đã hết 300 nghìn, à 300 đồng, là cỡ 700 nghìn rồi. Sau đó còn công của người ta theo nữa, và công người ta đan nữa, này rất là đắt. Đây, như cái này là 100 euro, 100 euro thì cỡ hơn 2 triệu Việt Nam đồng. Ở đây thì ngoài len ra người ta còn bán những cái đồ như là nút, hả?
băng băng ri băng chỉ, rồi ở bên kia người ta còn có bán thêm cái gì, cái kim để đan đó, 10% là lông cừu và 20% là ni lông, lông cừu của Na Uy luôn, nhiều màu rất là đẹp ha. Một điều ở Na Uy mọi người sẽ thấy là khi đèn đỏ thì người ta vẫn đi bộ qua như thường, khi mà cảm thấy có người đó, thấy không, cảm thấy có người mà đi qua thì xe người ta sẽ dừng lại, bất kể là đèn của người ta đang xanh hay đỏ, nên là người đi bộ ở đây người ta rất là quyền lực luôn, nó tới nó lùi mà không có người là người ta đi ra luôn. Thôi bây giờ mình sẽ vào đây mình mua ít đồ Việt Nam, mình sẽ chỉ mua một ít rau thôi. Mình sẽ mua một bó ngò. Bó ngò ở đây là 2 triệu đồng, là 2 ơ. Đây. Hầu như rau thơm á thì sẽ là 2 euro. Còn rau má, rau má gì nấu canh đi, chút xíu vậy nè, cũng 2 euro là cả 50.000 á. Thôi mua thêm rau, hôm nay không được tươi lắm ha. Đây, mồng tơi, mồng tơi là 40 đồng, cũng có chút xíu à. Mua thêm gì nữa, ở đây có rau lang cũng 40, rau dền cũng 40. Cua hoa đi, cua hoa là 150 một ký, 150 là 15 ơ, 15 ơ là 300.000 một ký, thì sao không? Mua đậu khung, đậu khung ở nhà còn, thôi mua rau vàng đi. Rau vàng không được tươi. Thôi đi, không tươi thì thôi, tươi thì mua, còn không tươi thì nhị. Tươi mấy sâu thì không được tươi mấy. Thì thôi, bây giờ mình sẽ vô siêu thị Na Uy, mình mua chút xíu đồ nữa rồi mình đi về. Đây là tiệm rượu ở Na Uy, nó không giống như ở Đan Mạch thì có luôn rượu trong siêu thị. Ở Na Uy muốn mua rượu thì phải tới tiệm rượu riêng, còn ở trong siêu thị thì chỉ có bia thôi. Giờ vô siêu thị thì mình cần mua sữa hạt, mua rau và trái cây. Trái cây có rồi, chỉ cần mua sữa hạt và rau thôi để uống smoothie. Thì buổi sáng mình sẽ không ăn ăn sáng, ăn bánh mì, mà mình sẽ uống smoothie hàng ngày. Đây. Ồ, mình rất là thích cái nước cam này luôn á. Đây. Thì ở đây á là cam tươi. Thì một chai này á là 35 đồng, là cỡ 3 ơ rưỡi, là khoảng 70-80.000 Việt Nam đồng. Người ta xay luôn trong siêu thị luôn, không có chai 1 lít. Mua 1 lít thì sẽ rẻ hơn một chút xíu. Tôi lấy 2 chai này cũng được. Ok. Đây. Đó, người ta xay luôn ở đây. Người ta xay ở đây xong bỏ ra đó cho mình lấy. Rất là tiện, rất là ngon, rất là tươi và hơi đắt. Ok. Thứ rau mà mình uống sẽ là cải xoăn. Đây, một bịch này người ta rửa cắt sẵn thì 26, 27, nọt là khoảng chừng 2 ơ 7, là khoảng hơn 70.000 nè. Đây, một bịch này cỡ bao nhiêu gram? Đây, đúng rồi. Đây, 150 gram.
để coi có baby spinach, rau chân vịt đó. Nó hơi già già ha. Đây có rất là nhiều chất luôn, vitamin A, C, rồi kali, rồi phosphor, lát, E gì, butsutu ha. Đây cái rau này rất là tốt luôn. Mình xay rồi mình uống. À đây, đây. Xay uống thì mình sẽ uống cái baby spinach này nè. 18 đồng cho là 1 ơ 8 cho 65 gram. Rất là mắc. Cái này như nhau, cái này có vẻ tươi hơn hả? Lấy cái này đi, cây này lên này, quá chừng. Ok, lấy cái này. Rồi tiếp theo mình sẽ đi mua sữa hạt. Đây là đu đủ. Một trái đu đủ này là 90.000. Thấy thương không? Đó, siêu siêu luôn. Rồi lựu này kia, đủ thứ hết. Ok. Mua thêm rau gì nữa không ta? Nấm, nấm ở nhà còn. Ok. Mua một trái bí này đi. Trái này 50.000. Cái loại organic thì còn mắc hơn nữa ha. Cái này chỉ có 19 đồng thôi, còn cái này tới 23 đồng. Tươi coi. Ok. Rồi. Đây là đùi cừu ngâm muối. Chắc là có hun khói nữa. Đây là đồ ăn truyền thống của Na Uy. Thì một cái này á, cái này á là 500.000 đồng một ký. Còn cái này là 1 triệu một ký. Đó. Chưa? Hơn 1 triệu đó. Đây. Để người ta ăn Noel. Thôi mình đi mua sữa đi, tập trung chuyên môn. Đây là loại sữa mà mình hay dùng để làm smoothie. Nó là sữa hạt và hạnh nhân. Nó không có đường. Và bây giờ đang có khuyến mãi mua 3 trả tiền 2, nên mình sẽ lấy 3 bịch. Giá là 2,8 một bịch. Thì khoảng chừng 70.000. No sugar. Oh, không phải. Ủa, cái này hết rồi sao? Đây. Rồi, có vẻ như có rất là nhiều người mua. Nó hết luôn. Trong cái smoothie của mình á, thì mình thường sẽ xay bao gồm có sữa hạt, trái cây, thường là chuối và rau. Đó. Đủ chất. Rồi, ở nhà cũng hết giấm rồi nên là mình mua luôn một cây giấm. Giấm này là mấy? 7%. Cái này bao nhiêu? Này có nửa lít ha. Nửa lít 2 lít ta? Chắc nửa lít quá. Đúng rồi, nửa lít. Thì ở đây á là 26 đồng. 26 đồng là cỡ 26. 26 là cỡ 60.000 tiền Việt cho giấm. Rồi, giờ sẵn tiện mình giới thiệu luôn cho mọi người. Cái này chị nữ giới thiệu cho mình. Thì khi mà mình muốn tốt cho sức khỏe á, thì mình nên ăn cái dầu mà nó có ghi cái chữ là cold pressed. Thì ở đây là dầu cải nè, raps oil. Còn nếu mà mình ăn salad thì mình ăn dầu olive. Còn nếu mà là ăn mình chiên, mình nấu xào này kia thì sẽ dùng dầu này. Đó, cái là cold press thì là tốt. Đây, cái này cũng là cold press nè, mà cái hiệu khác. Nên nó giá nó rẻ hơn chút hả? Dầu thì nhà còn. Bây giờ đã mua rất là nhiều mấy cái đồ nặng rồi, nên là thôi, hôm nay tới đây thôi, ra tốn tiền thôi. Giùm thì tính bên đây, muốn tự tính thì ra đây. Thì thông thường mình sẽ tự tính tiền. Nặng quá. Ok. Đây á, phí cho đồ ăn là 15%. Phí VAT á. Còn
thuế cho mấy đồ khác thường là 25%. Ok. Tiêu tiền rất dễ, chỉ cần phốt đồ quẹt 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 thì là xong. Hey. 216 là mấy? Hơn 500.000. Nhanh gọn lẹ. Tạm xong. Bây giờ chân lưng của mình đang có 3 hộp sữa, 2 bịch nước cam, 1 chai giấm và ít rau. Giờ mình sẽ ra ra đi về. Biết còn bao lâu nữa. Ngồi trên tàu mà ít người á, mình thấy rất là thư giãn, rất là khỏe luôn. Buổi sáng đi làm mà tính tàu mà thấy đông đông đông, mà hơi stress, kiểu sợ virus này kia. Cho nên là tuần vừa rồi khi mà cái thông tin về biến thể đấy, nó lây lan khá là nhanh, mình đã ngồi làm việc ở nhà, không đi trường luôn. Đi trường để gặp mọi người cho vui thôi, chứ còn thiệt ra công việc thì không cần thiết phải lây. Nhưng mà bây giờ virus nó nhiều trở lại thì mình nên ở nhà để bảo vệ sức khỏe. Xuống tàu hít thở không khí trong lành thật là tuyệt vời. Mình mới vừa xuống tàu ở chỗ cái ga gần nhà, và bây giờ mình sẽ đi qua siêu thị để lấy đồ. Đây, cái tuyết mà nó nén xuống rồi á, đi rất là dễ trượt. Nên là thường mình sẽ chọn đi lên những cái chỗ mà tuyết còn tươi như thế này. Đây, siêu thị đã rồi, đi 200m là tới. Ở Na Uy á, thì chỉ có cái siêu thị này chủ nhật nó mở, còn lại tất cả đều là đóng vào chủ nhật. Nên là nếu mọi người ở Na Uy mới tới mà cần mua đồ gì vào chủ nhật thì sẽ tới cái siêu thị này. Ok, giờ mình vô lấy đồ đã. Đây mọi người, bánh Noel, nó có tên là Smotring. Tôi đọc sai đừng cười nha bà con. Đó, bánh này thường Noel người ta sang 4 cái 20 đồng. Đó. Đây, siêu thị Na Uy. Đây, cái hoa này thường Noel người ta trưng này. Nhìn rất là có không khí Noel luôn, màu xanh, màu đỏ. Cái này nó còn có màu trắng nữa. Nhưng mà theo mình nhìn á thì có vẻ như đây không phải là cái hoa mà là cái lá. Đúng không bà con? Ai đang coi có thể bình luận cho tôi biết được không? Đây, chỉ có chừng này thôi. Mọi người có muốn coi không? Về nhà mình mở ra. Đây mình mua một cái áo lông cừu. Thì để mặc lót ở trong á cho nó ấm. Ô đúng rồi, sẵn tiện mình giới thiệu luôn đi ha. Bây giờ chờ chút xíu, vì nhà mình mở ra cho mọi người xem. Bây giờ dịch lại rồi đó, mọi thứ đều phải cẩn thận. Nhưng mà mình còn vẫn còn mình vẫn còn là thành viên của phòng gym cho tới hết tháng 12 này. Thì mình đang suy nghĩ là không biết mình có nên tiếp tục đi tập không. Cái chính ở đây là mình đang tập bơi, mình không có biết bơi mọi người. Thì mình đã học một cái lớp học bơi là 6 tuần. Thì nó vừa xong rồi. Nó vừa xong. Nhưng mà cái thành viên mình vẫn còn mình vẫn còn là thành viên của cái phòng gym cho tới hết tháng 12 này. Cho nên là virus thì cũng sợ, cũng không dám đi. Nhưng bỏ thì cũng tiếc. Bây giờ mọi người nghĩ sao? Mình nên đi không? Khó quá. Một tháng là vì cái phòng gym nó ở trong trường, mình là nhân viên trong trường nên là trả chỉ có hình như 30 euro một tháng, cỡ 700.000. Còn ai mà không phải là nhân viên trong trường, không phải sinh viên thì phải trả gấp đôi. Đó, rất là bự tiền, nghĩ tiếc chứ. Giờ sao, suy nghĩ. Cái đường này mọi người còn nhớ không? Ai đã coi vlog của mình năm trước thì mình đã giới thiệu là ở Na Uy có một số con đường mà lên dốc á thì nó sẽ trơn và nguy hiểm, thì người ta có cái hệ thống sưởi ở dưới đường.
để cho tuyết nó không có bị động ở trên đó, đi rất là dễ. Đây, đây là lý do tại sao một bên thì nó không có tuyết, một bên thì có, là vì nó có sưởi ở dưới ở đây nữa. Thấy không, hay không, xịn không, giàu không, thật là giàu có. Ok, thêm một điều nữa, vào những cái dịp Noel á thì người Na Uy người ta hay treo những cái ngôi sao, thấy không, to thiệt to ở ngoài cửa sổ, và buổi tối thì người ta sẽ bật đèn lên cho nó sáng. Mình không biết cái truyền thống này nó từ đâu nhưng mà mình thấy vậy á. Đây, thấy không, nhà này có nè, nhà này đang bật đèn luôn nè. Ở phía bên mấy kia cũng có luôn, sợ là sao quá không thấy, thấy không. Ok thì đúng ra là mình không có dự định là sẽ giới thiệu với mọi người cái này, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ là ô mình cũng mua một cái áo lông thì sẵn tiện luôn, mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem là ở Na Uy á thì người ta giữ ấm bằng cách nào. Thì đây là một cái áo lông cừu mà mình mua để mình bận ở trong khi mà mình đi ra ngoài, đặc biệt á là khi mà đi ra ngoài trời mình hoạt động á thì áo lông cừu nó rất là tốt. Nói là lông cừu á thì là wool, trong tiếng Anh là wool nói chung, nhưng mà cái lông cừu mà tốt nhất á là merino. Cái cừu này thì nó được nuôi nhiều ở Úc và New Zealand. Thì cái tác dụng của cái lông cừu này á là nó giữ ấm, và thứ hai nữa là nó điều hòa được cái độ ẩm. Đây, như mọi người thấy á, nghe lông cừu thì nghe rất là dày đúng không, tưởng đâu là một cái áo lông to ụ, nhưng mà thiệt ra là không phải, nó rất là mỏng như thế này thôi. Mọi người thấy này, thấy không, nó chỉ như thế này thôi. Và cái áo này mua online mấy bữa trước quen rồi, nhưng mà nhân dịp Black Friday á người ta sale 30% thì mình tranh thủ mình mua luôn. Hình như là khoảng sau khi sale xong hình như 50 euro hay sao á, mình sẽ kiểm tra lại giá chính xác và mình để trên màn hình cho mọi người xem. Và mình cũng có cái này cũng là lông cừu 100% luôn, nhưng mà nó đây đây nè, khi mà mọi người kiếm mà mua á, thì mình đọc cái merino wool này 100% á, thì cái này nó còn mỏng hơn nữa, nó mỏng như lá lúa luôn, mọi người thấy không, nhưng mà nó rất là bá đạo, tại vì là nó có khả năng giữ nhiệt tốt nhưng mà nó không có làm mình bị bí bách, mà nó có thể thở được, nó thoáng á, cho nên là khi mà mình mặc áo lông cừu mà đi ra ngoài hoạt động á thì thứ nhất nó giữ được nhiệt cho mình, thứ hai nữa khi mà mình toát mồ hôi á thì cái lông á nó có khả năng điều hòa cái độ ẩm của cơ thể mình luôn, cho nên là bởi vì như vậy cho nên là khi mà người ta đi ra ngoài á thì người ta hay dùng đồ lông cừu, cho nên là vì nó rất là tốt và nó không có quá phổ biến cho nên nó cũng khá là đắt đỏ. Mà người Na Uy thì người ta rất là thích đi ra ngoài hoạt động, và mùa đông thì người ta vẫn đi ra ngoài và chơi thể thao bình thường, cho nên là ở Na Uy á thì đồ lông cừu rất 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 là phổ biến, và nó cái vải nó rất là mềm nữa, nó rất là mềm, rất là mịn và nó rất là thoải mái, nên là một số người ngoài chơi thể thao ra thì người ta dùng để làm đồ ngủ luôn. Nhưng mà có một cái đặc điểm là cái lông cừu á, khi mà mình mua cái lông cừu mà nó nguyên 100% á thì thường nó dễ bị ngứa và nó rất là sổ lông này, nó đổ lông rất là nhiều, cho nên là nhìn cái đồ lông cừu á nó hơi gớm gớm, tại vì nó đổ lông tùm lum lên, nhưng mà nhờ nhờ vào cái đổ lông, cái lông cừu nó cái lông nó xù lên như vậy mà nó giữ được ấm, nó điều hòa được nhiệt độ và nó điều hòa được cái độ ẩm của cơ thể mình luôn, cho nên là rất là tốt. Xong rồi sẵn tiện luôn thì mình cũng giới thiệu luôn, khi nãy mà mình mua mấy cái cụm len này á thì ở trong cửa hàng á thì đi coi hóa đơn, một mình mua bốn cụm len. Cái len này á thì nó là có 35% là lông cừu,
Thì nếu là lông cừu bình thường á thì họ chỉ ghi là wool thôi. Đây, không biết có thấy. Mắc focus. Đây, nếu mà lông cừu bình thường á thì họ chỉ ghi là wool thôi, và có 65% alpaca, 35% wool. Thì cái alpaca này mà trộn vô á thì nó sẽ đỡ ngứa hơn, tại vì mình định là sẽ làm khăn quàng cổ. Thì cái người bán len ở đó người ta tư vấn cho mình là nên mua cái này thì nó sẽ đỡ ngứa hơn. Và bốn cuộn này mình mua là 260 đồng, có nghĩa là 26 euro, và khoảng chừng 500-600 nghìn Việt Nam đồng. Và cộng thêm cái công của cái người mà người ta đan cái khăn quàng cổ nữa, thì giá đồ mà đồ len ở đây á rất là đắt luôn. Để mà đan len á thì mình mua một cái này là, ô cái này là sản phẩm của Đức, thì cái này là giá 12,5 euro, là khoảng chừng 300 nghìn tiền Việt đó. Mới mua 4 cuộn len với cái đồ để đan không á là đã tốn mất mấy 800-900 nghìn gì rồi. Thì chừng đó là đã đủ tiền để mà mình mua một cái khăn quàng cổ. Theo mà mình đọc được á thì ở Na Uy có tới 43% phụ nữ người ta vẫn có thói quen là đan len. Khi mà mình đi trên tàu điện vào cái mùa này á thì hầu hết là phụ nữ, lâu lâu thì mình gặp một cái anh thanh niên người ta cầm theo đồ để người ta đan, và mình thấy nó rất là hay. Mình tận dụng được cái thời gian rảnh trên tàu mà cũng có được một cái, làm được một cái việc gì đó thích mà nó cũng vui nữa, cho nên là mình cũng muốn đan trở lại. Người ta thì mình không có đan tốt, mình chỉ biết một cái mũi rất là cơ bản thôi, nhưng mà đã 10 năm, chắc cũng phải hơn 10 năm rồi mình không có đan, cho nên bây giờ mình muốn đan trở lại. Lỡ giới thiệu rồi á thì mình cũng nói luôn á là giặt đồ lông cừu mình không có bỏ vô máy giặt, mặc dù là máy giặt thì thường á nó sẽ có cái chế độ để mà mình giặt đồ lông cừu này nè, nhưng mà thường thì mình giặt tay tại nó đắt tiền quá, mình tiếc, mình sợ nó hư. Và tiếp theo nữa là mình sẽ tiếp theo là sẽ không dùng bột bột giặt bình thường, mà mình phải dùng bột giặt dành cho giặt đồ lông cừu riêng đó. Nó có nè, trong tiếng Anh á wool nó là ul, vask này là giặt nè. Thì khi mà mình đi siêu thị mình mua bột giặt á thì mình mua đồ giặt để giặt đồ lông cừu á thì mình chú ý là mình mua cái loại này, không dùng nước xả, chỉ có giặt tay thôi và phải dùng loại này. Ok, video của mình bây giờ đã rất là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mong mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe trong cái thời gian mà đại dịch nó vẫn còn đang rất là nghiêm trọng như thế này. Bye bye!